Thưa quý vị và các bạn, ở miền Bắc gió đông nam suy yếu, vì thế từ ngày hôm nay mưa sẽ giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện cục bộ vào chiều và tối đêm. Ban ngày trời có nắng nhiều với cường độ nắng khá mạnh vào trưa chiều, nên nhiên tại miền Bắc sẽ bước vào một đợt nắng nóng trên diện rộng. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong hôm nay phổ biến từ 33 cho tới 35 độ, một số nơi xảy ra nắng nóng 36 độ. Tuy nhiên thời gian nóng trong ngày không kéo dài, chỉ từ 11 cho tới 15 giờ chiều. Sau 15 giờ chiều thì cường độ nắng giảm dần và nhiệt độ cũng dịu bớt. Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng, khiến cho nắng nóng lan rộng tại khu vực Trung Du, Đồng Bằng và xuất hiện cục bộ tại khu vực vùng núi và ven biển. Đỉnh điểm của đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ sẽ xảy ra trong các ngày 18 và ngày 19 tháng 7. Với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở toàn miền, dao động trong ngưỡng từ 36 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Sau đó từ đêm ngày 19 tháng 7, khi một dạnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc được hình thành, sẽ gây ra mưa rào và dông trở lại cho Bắc Bộ. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên từ ngày 20 tháng 7, nắng nóng tại Bắc Bộ lại có dấu hiệu thuyên giảm. Với khu vực Trung Bộ, sau những ngày mưa kéo dài do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới ngang qua khu vực, thì từ hôm nay dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh sẽ có nắng nóng trên diện rộng. Mức nhiệt dao động từ 35 tới 36 độ. Chỉ riêng khu vực các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận thì nhiệt độ ổn định ở mức từ 33 tới 34 độ. Sau đó từ ngày mai, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, thì vùng nóng tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng ra suốt một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa tới Phú Yên. Mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng các điểm như Hồ Xuân, Tương Dương, Hương Khê hay là Đông Hà có nắng nóng gay gắt và với ngưỡng nhiệt từ 37 cho tới 38 độ. Không chỉ miền Bắc, miền Trung giảm mưa, mà các tỉnh miền Nam bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay mưa cũng giảm dần. Ban ngày thời gian từ sáng tới đầu giờ chiều, khu vực đều có nắng, nên nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên dao động từ 29 tới 32 độ, còn tại khu vực Nam Bộ, ngưỡng nhiệt là từ 32 tới 34 độ. Một số nơi ở miền Đông thì nhiệt độ là 35 độ. Đến chiều và tối nay, do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, nên mưa vẫn xuất hiện nhưng chỉ còn ở diện rải rác và kết thúc nhanh. Trên biển, hiện nay theo mô hình dự báo của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, trong những ngày cuối tháng 7, trên khu vực vùng biển Đông Bắc Philippines có thể hình thành một vùng áp thấp. Áp thấp này sau đó sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, không loại trừ khả năng sẽ tiến vào khu vực Bắc Biển Đông của nước ta. Diễn biến của vùng thấp này sẽ được chúng tôi tiếp tục theo dõi và cập nhật trong những bản tin tiếp theo.